Nắng này cho thứ chưa xong nữa. Ở hoa thôi, các thứ bữa nay chắc chưa xong. Anh chào chủ, anh kiếm chủ. Ruộng trên đó, mùa này là nó khô quá. Cắt lúa cắt gì xong hết rồi ruộng đồng nó khô ra hết, nó không còn cỏ gì, nó không còn cỏ tươi để ta nuôi bò, nên ta đi xuống dưới dưới đồng bằng này để cắt cỏ, dưới để cắt cỏ theo bờ đê ở dưới đồng bằng. Ruộng trên này các bạn thấy không, nó khô quá. Năm nay tới tháng này hết khai tầng, năm nay còn khai tầng, hai ông bà thì còn đang bị khai tầng. Nằm chờ chủ nữa sao? Nên chờ ai vậy? Kiki, Kiki.
chờ cổng. Cua mùa này là mập ngon lắm. Hai vợ chồng đi kiếm cua luôn. Sáng sớm ra được một bịch rồi. Ở nhà tha phía bay ở kia. Đất khô quá trời, cua nó làm hang, người ta đào. Miền ấy, miền rộn đấy. Đó, chảnh rộn này. Nó lướt ra làm thịt nữa. Tốt. Ừ, tùy nhau. Đã khẳng lắm, đã khẳng lắm. Đã khẳng lắm. Ôi, thế ơi, lòng camera ơi. Rồi cái đàm lòng camera đó, lòng mày thấy ấy đi. Bà nà rồi, bà nà nè. Đà lòng camera, em này cũng như này cái đi. Ờ, chảy. Ờ, ờ. Ờ, cái đám này. Ờ, nè, à, nên thoát đâu ấy. Ồ, à, nên thoát. Thành camera, ba là thoát. Ờ. Ah, oh, muối, muối, rán muối, muối. Cua đồng nha, thật đấy không ấy. Bao nhiêu? Cua thuật thuật đó là nhé. Được bạc với ý đắng. Chà, lâu chăn nâu trong ủ nhất là hẹo chạy nâu. Ừ, tăng có vừa hẹo. Ừ, là vừa hẹo. Ừ. Dạ, thầy cũng nghe tay tay rồi đấy. Nó như hút đi vô tay bọc đôi kia. Chà, bọc đôi kia.
Rồi chị đi sáng sớm ra cây. Trời không mờ sương. Cái giọng còn xương nữa nè. Tự trên làm xuống đây cũng cần 4-5 cây số này. Để cắt cổng theo vào đây vào hướng để về nơi này. Đó cái cuộn sắt lại trên kia ở tự cái núi. Rồi mới thứ trên núi thì giờ nó khô rồi. Bây giờ muốn kiếm cổng phải đi xuống tốt dưới này. Xuống dưới đồng bằng này kiếm. Ta cắt cỏn theo mới có bình thường. Phú mở căn ở chỗ xe máy là cố. Cắt cho bình thường. Khai nắng giáp hết nè. Bộ này để cắt cỏn là thấy rõ rồi. Ở trên là những khu nhớ tầm. Ở trên là không có cỏn nè. Cố bơ. Ờ. Ở này ở trên làm xuống cắt cỏ nuôi mấy con này hai con cắt con ba mươi là nữ này cắt cỏ này ở trên mấy anh này ở trên đâu trên sóc có xuống đây cắt cỏ thì phú mới nữ nữ bay phía bay ngựa luôn bay luôn hả từ trên lần xuống mình cỡ qua cây số mỗi ngày đi với tắt mỗi ngày tới chỗ tối đi mà đoan đoan chứ à. Có cho nó ăn luôn không miên miên đi mới cho bán miên đi khai đây ngày đi cắt con bao ngày về nuôi hai con bò bò nhỏ hả nuôi vài tháng bán nè nuôi 5-6 tháng vậy đó à. Bò nhỏ mua một con bao nhiêu mua cặp 2, mười 3, mấy triệu 2-3 triệu hả 2-3 triệu được rồi cái nuôi 5-6 tháng bán được cặp bán được 100 không không anh đó anh đây ừ. À,
tạm sắp ấy nó chưa anh đi chữa nhung. Nuôi mua hai con bò nhỏ là mấy 13 triệu hả? Từ 3,5 triệu mua một cặp bò nhỏ về nuôi 6 tháng bán được mấy chục? 30 hả? 32, 31. Nuôi 5-6 tháng bán được 30 triệu. Mỗi buổi sáng phải đi cắt cỏ như nè, rồi đi lấy rơm, lấy rơm cho nó ăn dẫm, ăn chung với cỏ, ăn chung với cỏ mới ấy chứ đâu có cỏ không ha. Anh miễn anh dưỡng áo VAC chùm môi chùm bán ấy nữa. Ồ, smell đã chùm bán đâu. Ờ. Thì nào hết hết cỏ tươi rồi thì cho lấy rơm cho nó nuôi, cho nó ăn. Đi mỗi ngày từ trên làng xuống đây là 3 cây số, đi về là 6 cây. Có một break tới. Mỗi buổi sáng là đi vậy. Con này nó tà hú hay tà lá? Chết rồi. Chết rồi vậy?